4 vị trí trên cơ thể phụ nữ càng to càng giàu sau 35 tuổi, cuộc sống vượng phu ích tử, viên mãn đủ đường. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Phong thủy May mắn trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Thưa quý vị, theo quan niệm của nhân tướng học, thông qua các bộ phận trên cơ thể, chúng ta có thể đoán biết được nhiều điều về vận số con người. Và trong phần tiếp theo của chương trình tìm hiểu về nhân tướng học ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu với quý anh chị những vị trí bộ phận trên cơ thể phụ nữ càng quan niệm càng to, càng xấu thì vận mệnh con người sau 35 tuổi cuộc sống vượng phù ích tử, viên mãn đủ đường. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trên cơ thể không phải cứ điểm nào to cũng là xấu. Theo quan niệm về vẻ đẹp phụ nữ ngày nay, có nhiều người mong muốn mình sở hữu thân hình gọn nhỏ. Nhưng có lẽ bạn chưa biết, có một số bộ phận càng đầy đặn sẽ càng có số phận an nhàn sung sướng. Mũi đầy đặn. Theo nhân tướng học, mũi không chỉ thể hiện cho tính cách bản thân mà còn đại diện cho giàu có và may mắn của mình lẫn chồng con. Nếu bạn sở hữu đầu mũi to, đầy đặn thì đó là phúc tướng. Bạn là người tốt bụng, chu đáo, rộng rãi, ngay thẳng và biết quan tâm lo lắng đến người khác. Trong đường đời, bạn sẽ kết hôn với một người chồng tốt, có nền tảng. Sau khi kết hôn, bạn là người hỗ trợ mọi việc gia đình êm ấm và giúp đỡ sự nghiệp cho chồng thăng quan tiến chức. Nhìn chung, bạn sẽ hạnh phúc viên mãn cả đời chẳng lo nghèo đói. Cằm đầy đặn. Nhân tướng học có nói, cằm đại diện cho tinh thần trách nhiệm, nguồn tài chính và tuổi già của một người. Nếu sở hữu chiếc cằm đầy đặn thì đó là một phước lành hiếm có. Hầu hết những người phụ nữ cằm đầy đều có tính cách hiền lành, giỏi xử lý các mối quan hệ giữa các cá nhân, rất tốt bụng và nghiêm túc. Bạn là người của gia đình, giỏi giữ tiền, không chi tiêu một cách tùy tiện, khả năng tiết kiệm lớn và luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Chính điều này khiến cho cuộc sống ngày một đi lên, càng già càng giàu có. Bọng mắt đầy đặn. Bọng mắt thể hiện cho trạng thái cuộc sống, vận may và tình cảm của một người. Theo đó, nếu bạn sở hữu bọng mắt đầy đặn, đó là điều may mắn. Bạn rất tốt bụng, hiền lành và tài năng, có đạo đức. Trong đường đời, bạn đều viên mãn cả về tiền bạc lẫn tình cảm. Bạn dễ sinh quý tử, con cái đều có triển vọng tương lai tươi sáng. Vòng 3 to, săn chắc. Mông là chỗ dựa của cơ thể con người, đại diện cho tài lộc và thịnh vượng của một người. Nếu bạn sở hữu vòng ba tròn mập thì không chỉ đẹp mắt mà còn thể hiện là người hào phóng dịu dàng. Với bạn, gia đình là quan trọng nhất và bạn cũng rất giỏi trong việc giáo dục con cái. Cần chăm sóc chồng con để chồng không phải lo lắng hậu phương, đó là ưu điểm của bạn. Từ đó, chồng bạn sẽ tập trung phát triển sự nghiệp, tiền của ào ào kéo tới. Tóm lại, bạn là một người vợ, người mẹ lý tưởng. Và ở phần tiếp theo trong chương trình lần này, kênh Phong thủy May mắn của chúng tôi sẽ giúp anh chị điểm mặt ra 5 trong 12 con giáp. Khi có những đặc điểm trên, sẽ càng có may mắn trong năm 2020, có thể gặt hái được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ, tiền tiêu không hết, còn tình duyên thì viên mãn. Năm Canh Tý là năm tam tai đối với một số con giáp, nhưng cũng là năm mang nhiều may mắn cho các con giáp khác. Trong 12 con giáp, năm nay sẽ có 5 con giáp may mắn khi hốt hết lộc về cho mình. Vậy, đó là những con giáp nào? Đứng đầu trong danh sách lần này, đó chính là những mệnh chủ tuổi Thìn. Tam hợp thái tuế quý nhân vượng. Những mệnh chủ tuổi Thìn nếu rơi vào những đặc điểm trên thì vào năm Canh Tý 2020 tương hợp với thái tuế được quý nhân tương trợ, cho nên về tổng thể mà nói vận thế không tệ. Những mệnh chủ tuổi Thìn năm nay vượng về vận quý nhân, nhất là vào các tháng 3, 6, 7, 9 và tháng 10 âm lịch. Về sự nghiệp, có thổ khí nên cũng được nở mày nở mặt. Chỉ cần cố gắng có chí tiến thủ, ắt sẽ có thành quả tốt. Sự xuất hiện của tướng tinh và quốc ấn trợ mệnh giúp ích cho những ngành nghề như văn thư, nghiên cứu khoa học, sáng tác nghệ thuật, thiết kế rất nhiều. Năm nay, hãy sử dụng kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, chiêu mời các tinh hóa giải toàn bộ hung tinh của năm 2020.
Về mặt tài vận, lưu niên thiên can canh kim sinh vượng, địa chi tí thủy là chính tài, tài tinh lại hợp thân. Cho nên với những mệnh chủ tuổi Thìn trong năm nay được coi là năm của tài tinh. Chính tài nói về thu nhập, đồng lương của người công chức, cho nên trong năm nay về vận tài lộc tương đối hanh thông. Mệnh chủ yếu nhận tài lộc từ công việc chính của mình, những công việc phụ sẽ không có thêm nhiều thu nhập cho bạn. Còn về mặt tình cảm, chính tài sinh quan, nam nữ mệnh chủ tuổi Thìn đều được người khác giới ái mộ và yêu quý, vận đào hoa tương đối tốt, những người độc thân thì nên nắm bắt cơ hội này. Điều cần nhắc nhở là vào năm Canh Tý bị lưu niên thiên can tiết thân lại gặp hoàng phan tinh. Cho nên năm nay dễ bị những bệnh mãn tính hoặc là nguy cơ mắc các bệnh khác tiềm tàng dẫn đến tình trạng sức khỏe không được lý tưởng, phải hao tài tốn của cho bệnh tật. Khuyên bạn nên dùng vật phẩm cát tường phong thủy để hóa sát, gặp hung hóa cát, được bình an mạnh khỏe trong năm. Nếu như có vật nuôi trong nhà thì cũng cần chú ý đến sức khỏe vệ sinh để tránh vật nuôi bị bệnh tật lây nhiễm. Ngoài ra thì luôn mang theo bên mình mặt bát bảo tâm kinh để gặp hung hóa cát. Tiếp theo trong danh sách sẽ là các gia chủ tuổi Sửu. Tiến sang năm 2020, vận trình của người tuổi Sửu nếu có những đặc điểm trên sẽ có khá nhiều thay đổi. Canh thổ tuế can lộ xuất thương quan, thái tuế tí thủy tọa tại thứ tài cát tinh. Thương quan sinh thứ tài mà thái tuế tí và con giáp Sửu tạo thành cục diện nhị hợp nên sẽ có nhiều tin vui báo về. Vì con giáp Tý Sửu là tương hợp, nhiều cơ hội hợp tác phát triển. Vì vậy, năm Canh Tý 2020, mệnh chủ Sửu nên tận dụng cơ hội để xây dựng mối quan hệ tốt, đặt nền tảng cho sự phát triển các mối quan hệ giữa cá nhân và sự nghiệp trong tương lai sẽ rất cát lành. Về mặt công việc, sự xuất hiện của Thái Dương, Ngọc Đường, Bản An, Thiên Xá và Thiên Y cùng xuất hiện có lợi cho vận trình phát triển sự nghiệp của mệnh chủ. Đây là một năm có nhiều cảm xúc trong công việc của mình và có thể nhận được sự ưu ái giúp đỡ của quý nhân. Tử vi của tuổi Sửu cho thấy con giáp này nếu hợp tác làm việc thì hiệu quả, công việc sẽ tăng cao, các kế hoạch đề ra cũng chỉn chu hơn, nhất là với những ai làm kinh doanh buôn bán thì cảm thấy rõ quá mức, lợi nhuận tăng lên rõ rệt. Thứ tài vượng có lợi cho các dự án thủy lợi hay ẩm thực, tài lộc về nhà nhiều như nước, bản mệnh kiếm được tiền bằng chính tài trí của mình. Hơn nữa, tài lộc toàn tự tìm đến với người tuổi Sửu, chứ con giáp này chẳng cần phải tìm kiếm mất thời gian. Tài lộc bất ngờ hoạnh tài, các khoản đầu tư đều thu được nguồn lợi lớn, con giáp này dễ có tiền trong tay. Tuế can lộ xuất thương quan, trong công việc cần lưu ý kẻo vướng họa khẩu thiệt thị phi, hãy cẩn trọng với hành động lời nói của mình, tốt nhất là nên nói ít làm nhiều để hạn chế nói nhiều nói sai mà bị hiểu lầm hoặc bị kẻ tiểu nhân xúc xiểm. Vậy luôn, hãy mang theo bên mình pháp khí hộ thân kim bài thái tuế để nên đón quý thần hóa giải hung tinh trọn đời, luôn được may mắn bình an. Trong năm Phạm Tam Tai 2020, con giáp này còn có thể đón nhận những tin chẳng mấy tốt lành, tuy nhiên chỉ ở mức độ nhẹ. Bản mệnh có thể làm việc do dự, thiếu quyết đoán, không đủ tự tin sẽ dẫn đến thất bại khó tránh. Bản mệnh nên chủ động tích cực trong công việc. Nắm giữ thời cơ thì sẽ dễ dàng có được mục tiêu mình mong muốn. Trong năm nay, những chú trâu thì vô cùng tốt, thành quả đạt được không ngoài kỳ vọng, không phụ công học hành làm việc, chăm chỉ suốt một thời gian dài của bản mệnh. Hãy tích cực cố gắng, chịu khó tham gia các kỳ thi để có thể trau dồi thêm kinh nghiệm, kiến thức cho mình, đặt nền móng vững chắc cho những thành công về sau. Tuy nhiên, trong năm thủy khí quá vượng, do chịu ảnh hưởng của thái tuế tí thủy, con giáp này cảm thấy áp lực và gánh nặng, khiến cho tinh thần căng thẳng, không được dễ chịu thoải mái. Điều này không có lợi một chút nào cho sức khỏe, mệnh chủ nên tìm cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Làm việc chăm chỉ nhưng cũng cần phải nghỉ ngơi giải trí phù hợp, tự tạo ra niềm vui, cảm hứng cho mình. Có thế mới tránh được những tác động xấu đến sức khỏe. Hàng ngày thì nên dành thời gian để tập luyện thể dục thể thao, tăng cường sức đề kháng. Nhưng cũng đừng quên tâm sự chia sẻ với người thân gia đình, vừa tăng thêm tình đoàn kết mà còn vừa có thể điều tiết được cảm xúc của mình. Để được bình an trong cuộc sống, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu.
Xếp hạng thứ 3 trong danh sách của chúng ta sẽ là mệnh chủ tuổi Thân. Tam hợp quý nhân có nhiều sự giúp đỡ cho sự nghiệp hanh thông, cơ hội cầu tài càng nhiều hơn. Năm 2020, Thái Tuế Tý Thủy là tam hợp quý nhân của người tuổi Thân. Vận thế tổng thể coi như không tệ, nhưng cũng không nên quá lạc quan. Về mặt sự nghiệp có lợi chính là tam hợp với chi năm, hơn nữa Thái Tuế là thương quan của tuổi Thân. Điều này có nghĩa là mệnh chủ tuổi Thân có nhiều cơ hội hợp tác không tồi. Được Thái Tuế tương trợ nên vận hạn năm 2020 của những mệnh chủ tuổi Thân rất cát lành. Những mệnh chủ tuổi Thân năm nay vượng về vận quý nhân, nhất là vào các tháng 3, 6, 7, 9 và 10 âm lịch. Về sự nghiệp cũng được nở mày nở mặt, chỉ cần cố gắng có chí tiến thủ, ắt sẽ có thành quả tốt. Có sự xuất hiện của tướng tinh trợ mệnh giúp ích cho những ngành nghề như văn thư, nghiên cứu khoa học, sáng tác nghệ thuật, thiết kế rất nhiều. Năm nay, hãy sử dụng kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, chiêu mời các tinh hóa giải toàn bộ hung tinh cho năm 2020. Vận quý nhân tương đối vượng. Mọi điều đều có trợ giúp, không chỉ tâm thân vui sướng, năng lực của bản thân được phát huy, sẽ càng xuất hiện không ít những cơ hội thăng tiến. Vì là năm của sự nghiệp hanh thông, quyền thế, thu nhập đều có đột phá. Hơn nữa, tứ lục văn xương tinh đến là người khôn của Thân. Một vài người làm nghề tự do, kinh doanh buôn bán, văn nghệ, thiết kế đang có chủ tính thực hiện các dự án thiết kế, phát huy sáng tác sẽ có biểu hiện tốt hơn. Bất lợi chính là bạch hổ, chỉ bối, địa sát dễ mang đến cho tuổi Thân một vài khẩu thiệt thị phi, cần hết sức tránh và giảm thiểu những tổn thất không đáng có. Về mặt tình cảm, Thái Tuế thương quan hợp Thân, mệnh chủ tuổi Thân có vận thế trong năm rất vượng về nhân duyên, có thể chủ động bỏ ra công sức để kinh doanh, mặt tình cảm trong cuộc sống nhiều hơn, sự ngạc nhiên và lãng mạn. Các bạn nữ tuổi Thân trong năm nay có mối quan hệ xã giao tốt, ngoài ra có lợi cho việc mang bầu và làm ấm hơn tình cảm trong gia đình. Nhưng vì thương quan bất lợi cho phu tinh nên với những bạn đơn thân nên kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp để nửa kia sẽ xuất hiện, không nên nóng vội. Mệnh chủ tuổi Thân năm nay hợp Thái Tuế, cơ hội rất nhiều. Tuy gặp quấy rối bất lợi của hung tinh nhưng chỉ cần có lòng tin kiên định thực hiện, biểu hiện năng lực của bản thân cho thật tốt, tích lũy, kinh nghiệm sẽ có được phần thưởng cùng với sự tôn trọng xứng đáng. Để hóa giải vận hạn và tăng cường thêm tài lộc may mắn cho năm 2020, bạn hãy sử dụng vật phẩm phong thủy, bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn theo sự hướng dẫn của chuyên gia phong thủy để hộ thân tăng cường tài lộc cho mình. Tiếp theo trong danh sách của chúng ta thì đó chính là mệnh chủ tuổi Dần. Theo dõi tử vi năm 2020 của mệnh chủ tuổi Dần, nếu con giáp này mà có những đặc điểm như đã được nêu trong phần 1 thì trong năm không chịu ảnh hưởng của Thái Tuế, vận trình nhiều thế mà cũng bớt phần xui xẻo lận đận. Năm Canh Tý, Dần Thổ lộ xuất thiên quan, Thái Tuế Tý Thủy có chính ấn trợ mệnh tương sinh cho Tuế Can Canh Kim, giúp cho bản mệnh gặp thêm may mắn. Để được Thái Tuế tương trợ và gặp nhiều may mắn hơn nữa, hãy luôn mang theo bên mình kim bài Thái Tuế năm 2020 để được quý thần tương trợ, tăng cường các tinh, hóa giải cung tinh, mang lại may mắn bình an trong cuộc sống. Xem vận trình sự nghiệp tuổi Dần vào năm 2020, về cơ bản con giáp này sẽ gặp được khá nhiều cơ hội để chuyển vận cho mình. Song các cơ hội này không dễ để nắm bắt, cần phải chủ động tìm kiếm và nắm giữ thì mới có lợi cho việc thăng quan tiến chức, tăng chế độ đãi ngộ, đồng thời nhận được sự ưu ái và nâng đỡ của cấp trên. Đặc biệt, trong năm Canh Tý này là bản mệnh thi cử rất suôn sẻ, lấy bằng cấp chứng chỉ dễ dàng, xin việc ứng tuyển cũng thuận lợi, có thể thoải mái thực hiện kế hoạch nhảy việc hay là điều chuyển vị trí thích hợp, có được mức lương thưởng và đãi ngộ tốt hơn. Song con giáp này vẫn cần phải chủ động tích cực, đồng thời tận dụng các mối quan hệ sẵn có, bởi Thái Tuế không trực tiếp tương sinh cho bản mệnh nên chỉ có cho cơ hội chứ không cho may mắn. Ngoài ra, Thái Tuế là Tý Thủy là chính ấn tinh của tuổi Dần, tượng trưng cho sự giúp đỡ, hỗ trợ của trưởng bối với con giáp này, đồng thời cũng thể hiện sự thuận lợi trong các dự án có tính lưu động lớn như thủy lợi, thủy sản hay kinh doanh mặt hàng ẩm thực, ăn uống. Trong năm cũng có khá nhiều hung tinh, nhưng nhờ có các tinh che chở lại không chịu ảnh hưởng của Thái Tuế nên không gây ra quá nhiều hậu quả nghiêm trọng.
Tuy nhiên, nó vẫn dễ mang tới những trận kinh sợ hoặc tổn hại cho nhỏ với bản mệnh và người thân mới thoát khỏi hạn thái tuế nên vận trình ban đầu còn nhiều gian nan lận đận. Vì vậy, tuổi Dần cần phải sử dụng pháp khí phong thủy bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất luôn mang theo bên mình để tăng cường quý thần tương trợ, hóa giải thị phi và kích hoạt tài lộc cho người tuổi Dần năm 2020. Trong năm nay thì đường tình duyên bất thuận, nhà cửa dễ bị trộm cắp ghé thăm, thiên cầu hung tinh chiếu mệnh, nhà có trẻ nhỏ nên tránh để trẻ chơi một mình, hạn chế tiếp xúc với động vật trong nhà như mèo hay chó để tránh những thương tích không đáng có. Theo dõi tử vi năm 2020, sự nghiệp của tuổi Dần năm nay có thiên ấn và trình ấn cùng trợ mệnh, học hành thi cử lấy bằng cấp, chuyển việc xin việc, thăng quan tiến chức sẽ vô cùng dễ dàng. Song bản mệnh cũng đừng quá chủ quan bởi cơ hội trong năm không nhiều, nếu không biết nắm bắt thì cũng khó có thể xoay chuyển được vận mệnh. Cần phải chủ động tìm kiếm, nắm giữ cơ hội dành cho mình, đừng lười biếng cũng đừng chần chừ do dự. Nếu tự tin vào thực lực của mình thì con giáp này có thể tiến hành đầu tư vào các dự án tài chính cũng khá tốt, nên dành thời gian để học hỏi thêm kiến thức, kinh nghiệm cho mình. Và cuối cùng trong danh sách lần này đó chính là tuổi Tỵ. Năm 2020, mệnh chủ tuổi Tỵ phần nào chịu ảnh hưởng của thái tuế ngũ hành xung khắc nên phải gánh trên vai khá nhiều áp lực, nhất là về vấn đề kinh tế. Bản mệnh có thể sẽ bị chèn ép và hạn chế rất nhiều, có cơ hội nhưng mà khó bể nắm bắt, sự nghiệp cũng không được như ý. Trong năm Canh Tý, tuế can canh thổ lộ xuất chính tài, thái tuế Tý Thủy gặp chính quan tinh, Tý Thủy và Tỵ Hỏa xung đột mạnh. Về phần vận khí, sẽ đẩy nhiều khó khăn về phía những chú rắn. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế. Thời gian này, bản mệnh sẽ có kha khá cơ hội tiếp cận với tài lộc, thường là những mối buôn bán nhỏ lẻ hay là việc làm thêm tăng thu nhập tài lộc tuy nhỏ nhưng tích tiểu thành đại. Có điều may mắn thường như cát trượt qua tay, khó lòng nắm giữ. Về sự nghiệp thì con giáp này không được cấp trên ưu ái, bản mệnh muốn thể hiện bản thân nhưng không được trao cho cơ hội. Ngoài mặt không phải chịu áp lực gì, nhưng đối với con giáp này đó lại là áp lực vô hình khi mà mọi thứ cứ dậm chân tại chỗ. Tuổi Tỵ thường lo việc mình trở nên vô hình trong mắt người khác, nỗ lực để gây ấn tượng và xây dựng chỗ đứng cho bản thân. Nhưng điều này lại mang tới sự bất mãn cho bản mệnh vào năm 2020, đòi hỏi bản mệnh cần phải bình tĩnh, giữ cho đầu óc sáng suốt, tìm cơ hội chính xác để chuyển mình đổi vận. Năm 2020, thái tuế cũng mang theo không ít hung tinh gây xung sát cho tuổi Rắn. Chủ yếu gây họa tán tài hao lộc và mất đoàn kết giữa các thành viên trong gia đình, lục đục nội bộ. Ngoài ra, những người cầm tinh con giáp này cần nhớ kỹ. Năm Canh Tý chớ nên chủ quan tham gia đầu tư mạo hiểm hay là chơi cờ bạc đỏ đen. Thái tuế ngự tại chính quan cho thấy sự hiện diện của chính nghĩa cũng là đại diện của pháp luật. Đi trái với vận mệnh và làm trái pháp luật thì chắc chắn sẽ phải chịu gánh chịu hậu quả nặng nề. Không chỉ mất tiền mất của mà còn có nguy cơ vướng vào vòng lao lý. Năm Tý Thủy còn tượng trưng cho sự tiêu cực bất cần trong suy nghĩ và hành động do bị hỏa khắc chế, có thể sẽ gây ra áp lực lớn về mặt tinh thần hay là vết thương ngoài da. Tim mạch không được tốt, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của con giáp này. Bản mệnh dễ nổi nóng, bốc đồng mà chịu thiệt nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động, giữ cho mình sự lạc quan yêu đời, tin tưởng vào bản thân dù có chuyện gì xảy ra. Con giáp này đang nỗ lực hết sức để gây dựng chỗ đứng cho bản thân, nhưng đôi khi lại cảm thấy chán nản, bất mãn khi cố gắng của mình không được thừa nhận mà mắc phải sai lầm đáng tiếc. Để bổ trợ thân mệnh cho gia chủ, kích tài nạp phúc, nạp tài tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh, đó là bát bảo tâm kinh hoặc minh quang pháp bảo. Trên đây là những con giáp có tố chất hơn người nên sẽ mau chóng giàu có thịnh vượng. Bạn có nằm trong số những con giáp này hay không? Nếu không thì hãy cùng like, đăng ký kênh để theo dõi các chương trình tiếp theo xem có mặt con giáp của tuổi mình hay không nhé. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết của tuổi anh chị, quý vị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi
hoặc để lại thông tin của mình ở phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhiều nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.